shopfurygaming.com, shop bán acc free fire liên quân giá rẻ. Tham gia vòng quay may mắn để có cơ hội nhận acc free fire vip uy tín chất lượng. Ôi, Jamber xuất hiện luôn. Ngon. Hi, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Fury Gaming. Và ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục với series Bitsumon Reforged. Và mới vào rồi thì mình đã gặp được một cái em Jamber nè bạn ơi. Đây là một con mèo của Gen 8, nhìn khá là lạ luôn. Ôi, nó đeo cái gì đây nè? Con mèo giống lai với con chó vậy. Nó thè lưỡi các bạn ơi. Ôi, con này con mèo hay con chó mình cũng không biết luôn nha. Ê, chắc mình sẽ bắt nó luôn bằng quả football trước đi ha. À, ngon lành. Mới vô mình gặp được nó các bạn ơi. Con này nó sẽ spawn tại vùng Savannah đó. Đó, à, ngon lành ta. Rồi, một quả whipball. Ôi, thành công luôn. Dễ ba chữ nha. À, và có một con Jamber khác nó xuất hiện nữa các bạn ơi. Để mình lên mình coi cái con ở trên nó như thế nào nha. Jamber, ôi nó cũng như vậy thôi bạn ơi. À, em nói nè. À, con này thì tí hơn con nãy bạn ơi. Rồi, chắc mình sẽ dứt con này luôn đi ha. Tiễn nó lên đường các bạn ơi. Mình đã có nó rồi mà. Nó cho mình mấy cái low standard cũng như là mấy cái bon nè. Ui, và có một con Pokemon khác nữa nè. Đây là con Bolton. Con này mình chưa có. Ui chết rồi, để mình tắt cái con Jamber đi cái đã. Jamber mình đã có rồi. À, con Bolton chính là cấp 2 của Jamber thì phải. Ui, con này nhìn nó ngầu các bạn ơi. Em này thì cấp 25 luôn. Wow, khá là ngon. Mình sẽ bắt nó bằng Whipball luôn nha. Ui, con này nhìn đẹp với chữ bạn à. Màu vàng óng ánh vậy. Và ui, một quả Whipball thành công luôn nè. Ui, mấy con này xuất hiện phổ biến vãi chữ luôn á. Đây, Protein. Đó, thế là mình đã có thêm hai Pokemon mới của Gen 8 rồi đó. Thì mình sẽ lấy ra cho các bạn cùng coi nha. Ngon lành Gen Đạo. Tập ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành đi triệu hồi một trong hai em đấng sáng tạo còn lại nha bạn ơi. Đó có thể là Palkia cũng như là Giratina nha. Là đầu tiên mình sẽ lấy hai em Pokemon mình vừa mới bắt ra cái đã. Jamber. Đây rồi. Ôi, con mèo ngáo với chữ ạ. Protein. Đó, con này là cấp 2 hả? Mình coi cấp mấy nó sẽ tiến hóa nha. Ui, cấp 25 nó sẽ tiến hóa các bạn ơi. Ờ, à, cũng hay ha. Đây bạn ơi, cái icon của nó hơi bị ngáo à. Nhìn mắt nó kìa. Mình không biết con này là con mèo hay là con chó nữa. Mình đọc thử coi. À, con này con chó bạn ơi. Chó tại vùng Gala. Ui, vãi à, con chó sao nhìn như con mèo vậy. Ui, từ cái vùng này á, nó rất là cao à. Bay nó rất là khó chịu luôn nha bạn ơi. Bị kẹt vô đá nữa nè. Đây, rượu lây. Cấp 105 luôn. Cái này chắc mình sẽ xài chiêu Acid Power thử đi ha. Ồ, gây rất là nhiều sát thương cho nó luôn. Ngon lạnh. Làm một phát nữa. Ui, nó lại cho mình một cái red card nè. Ui, cái lúc nào mới vô đánh boss nó cũng cho mình một cái red card hết á. Rồi, bây giờ để mình coi lại hai cái Pokemon mà mình vừa bắt nha các bạn ơi. Đây à, chắc xuống dưới đây coi đi ha. Cho nó trống trống cái đã. Ôi, gần đây mà có một cái Zygarde Shell nữa nè. Ui, nó xuất hiện trên lá đó bạn ơi. Ui, cũng hay vẽ chữ hả? Và đây là cái thứ 56 của mình rồi đó. Ui, lâu thiệt sự luôn. Có 56% à. Còn rất là nhiều nữa các bạn à. Đây đây, mình sẽ cho các bạn cùng coi nha. Đây chính là em Jamber. Nhìn siêu dễ thương các bạn ơi. Mà mặt hơi ngáo nha. Con này là con chó hả? Mình tưởng là con mèo chứ. Chó của vùng Gala các bạn ơi. Một giống chó rất là nổi tiếng luôn hả? Ui, chân siêu ngắn đó bạn ơi. Và đây là tiến hóa cấp 2 của nó nè. Thì cái em Jamber này nó sẽ tiến hóa khi mà nó đạt được cấp 25 nha bạn ơi. Đó, đây là Proton cũng cấp 25 luôn rồi. Ui, con này nhìn giống chó cỏ với chữ hả? Nhưng mà chân nó vàng rồi nè. Lông vàng đẹp thiệt sự luôn. Nhưng mà mặt nó hơi bị ngáo thôi. Mặt ngáo vậy. Thôi, chắc mình sẽ cất hai em này vô nha. Mình sẽ kiểm tra thử mình đã có được bao nhiêu Pokemon rồi. 831 em rồi bạn ơi. Và vẫn đạt được 93% thôi. Chưa lên được 94 nữa. Lâu vậy. Rồi, cất hai em này vô đi. Tập ngày hôm nay thì chắc mình sẽ đi triệu hồi một trong em đó sáng tạo thôi ha. Ôi, và Legendary Zedora xuất hiện rồi bạn ơi. Ôi vãi. Ôi, xịn thiệt sự luôn á. Con này mình không có gặp lâu lắm rồi bạn ơi. Wow, đẹp vãi chưởng á. Ui đây các bạn ơi. Wow, ui, hình như nó là kích thước bự luôn à. Dè đâu ra. Ui, con nhìn con này ngầu vãi. Thử quả Whipball đầu tiên nha các bạn ơi. Ui, cái em này bắt nãy giờ mà trời nó tối luôn rồi nè. Ui, nhưng mà nhìn nó đẹp thiệt sự các bạn ơi.
Hình như con này kích thước nó to thì phải. Chắc mình sẽ dùng fastball nha. Vì cái em Zerora này á, chắc nó cũng thiên về tốc độ đó bạn ơi. Đó, fastball. Ui, vẫn chưa thành công cơ. Có vẻ khá là khó đây ha. Chúng ta sẽ cố gắng đi spam thiệt là nhiều đi ha các bạn ơi. Wow, nhìn đẹp phải chưởng ạ. Ui, nó có nguyên một cái chậm tóc rồi sao hả? Nhìn xịn thiệt sự luôn. Đây, tiếp tục là fastball nha các bạn. Ui, quả ball chuyên dụng mà. Ui, lần này. Ui, chưa được các bạn ơi. Lắc hơi lâu thôi nhưng mà không có thành công. À, chắc mình sẽ tiếp tục đi spam mấy quả nữa các bạn ơi. Lâu quá nhen. Ui, nó đánh lại con Caesar của mình kìa. Ghê vậy. À, mình sẽ tiếp tục dùng fastball nữa đi. Hai quả nữa nha các bạn. Hey, bắt hơi lâu rồi đó. Wow, nó làm giảm cái chỉ số gì của con Caesar kìa bạn ơi. Boost 6 cho Caesar của mình nữa chứ. Và quả fastball cuối cùng. Không được thì mình sẽ chuyển qua quả ball khác nha. Ui, không được thiệt luôn kìa. Bắt khó quá vậy. Timer ball đi ha. Ở trên cao như vậy không biết chúng ta dùng dust ball được không nữa. Tiếp tục đi, một quả timer ball nữa nha bạn ơi. Có một máu thôi nhưng mà bắt khó quá bạn ơi. Nãy giờ luôn á. Và yes, cuối cùng thì mình cũng đã bắt xong em Zera rồi nè. Và chúng ta đạt được thành tựu Electric Vulcalu. Ui, xịn vãi chưởng ạ. Để mình sẽ cùng coi cái em Zerora này nha bạn ơi. À, nó trốn rồi. Zerora. Ui, mình để nó đâu rồi ta? Đây, Zerora các bạn. Siêu xịn sò luôn. Wow, đã thiệt sự luôn các bạn ơi. Đây, em nó đây nè. Ui, cái này mình không có thể cởi được. Và nó là kích thước. Ôi, kích thước chuẩn hả? Nó cộng defense nhưng mà trừ special defense các bạn ơi. Wow, và nó vẫn chưa có chiêu nào chuẩn của nó ha. Có mỗi cái quýt attack là gây sát thương cùng với snar này nè. À, ui, nhìn đẹp thiệt sự luôn. Chúng ta sẽ cùng đọc thêm thông tin về nó nha. Em này là một Pokemon hệ điện các bạn ơi. Và em này á cũng thuộc top các Pokemon nhanh nhất rồi các bạn ơi. Ui, nhưng mà cái tạo hình của nó hơi bị ngầu luôn đó nha. Đẹp vậy. Wow, nó có cái chậm tóc là sao nè. Em này thì mình có thể cho đi theo được. Trời, này đi theo bảo vệ mình ok luôn các bạn ơi. Nhưng mà nó mới cấp 50 thôi. Chắc sau này mình sẽ luyện cấp cho nó sau nha. Giờ thì mình lại lấy em Hoopa ra trận thôi nè. Và mình đã tới cái vùng Tamayonta rồi bạn ơi. Giờ chắc mình đi ngủ một cái đi. Đi ngủ và con này nó cũng làm phiền tôi nữa nè. Ui, rớt khá là nhiều đá luôn. Bây giờ tính là thời khắc để mình đi triệu hồi một trong hai em đó sáng tạo còn lại nha bạn ơi. Chắc đầu tiên mình sẽ inbound cái em Hoopa này ra đi ha. Đó, nó đã trở về cái dạng thường rồi bạn ơi. Đây, inbound, giải phóng sức mạnh cho nó. Lên dạng Hoopa khổng lồ các bạn. Rồi thì chắc mình sẽ cho em Aesop đi ra làm tăng cơ đi ha. Mình mang em Aesop hệ băng nữa bạn ơi. Cũng như là có Sonic nè. Có con Caesar Hoopa nữa. Caesar để mình cấu máu nó chứ. Và em Pokemon sáng tạo mình sẽ hồi sinh trong tập ngày hôm nay, đó chính là một em Pokemon có thể cai quản thế giới song song với thế giới thực tại của chúng ta. Và đó chính là Giratina nhé bạn. Đây, đó chính là viên ngọc của nó đây. Viên Rizziot Orb. Đó, đầu tiên thì mình sẽ cho cái Red Chain vào trong đây trước nha. Wow, nó có được cái vòng đỏ này các bạn ơi. Giờ thì mình sẽ cho cái viên Rizziot Orb vào trong đây thôi nha các bạn. Ok, và đây rồi. Giratina đang được triệu hồi. Ui, nó to vãi chưởng á. Wow, nó vẫn giữ cái hình dạng bên thế giới song song luôn. Ấy, qua đây nó thành hình dạng thường nữa bạn ơi. Ui, sao em Giratina này bự quá chưởng vậy. Đây, phone sweep đó các bạn ơi. Ai chết, quên. Con này là không có dùng hệ thường để mà đập nó được. Tôi xong tôi luôn. Giờ chắc mình sẽ tiến hành bắt nó luôn bằng quick ball trước đi ha. Phải bắt bằng ball các bạn ơi. Nếu mà trường hợp mà không may thì mình sẽ dùng luôn cái quả Master Ball nha. Tại vì triệu hồi em này của nó cũng rất là khó các bạn ơi. Tiếp theo sẽ là quả gì đây? Ultra Ball thử đi ha. Wow, con này bự vãi chưởng luôn đó các bạn. Bự hơn cái em điên gái mình rất là nhiều luôn. Ui, nhìn nó mập kìa. Rồi, mình sẽ qua cái quả khác đi. Heavy Ball vậy. Chắc nó cũng thuộc những em Pokemon hạng nặng mà. Liệu Heavy Ball nó thành công không? Ui, không được luôn các bạn ơi. Hơi khó nha, nó đập con Caesar sắp hẹo luôn rồi. Heavy Ball tiếp đi. Ba quả trước các bạn ơi.
Sau đó mình sẽ chuyển qua quả bom khác nha. Là Summer Bomb đó. Ui, quả heavy có vẻ như là khó thành công hơn mình nghĩ rồi bạn ơi. Tại vì em này nó còn nhiều máu quá hả? Nó full cây luôn. Mình không có thể gây sát thương cho nó. Nói chung mình đập đó là mình sợ nó hẹo luôn đó bạn. Ui, không được kìa. Giờ chắc đổi qua Summer Bomb vậy. Mình còn 44 quả Summer Bomb lận. Là cứ bắt thoải mái thôi bạn ơi. Ui, nó đánh Caesar sắp hẹo rồi. Chắc mình sẽ tiễn Caesar lên đường thôi nha. Rồi, Summer Bomb tiếp đi. Ui, cái con Caesar này á, nó che làm mình không thấy đường hết rồi. Rồi, ngẫm luôn rồi. Giờ thì chuyển qua Aesop nè bạn ơi. Đây là đón của mọi vị đón nha bạn ơi. Aesop hệ băng luôn đó. Summer Bomb. Ui, Giratina sao bự dữ ta. Hình như mình trúng cái con cái thức to các bạn ơi. Sướng phải chưởng ạ. Để mình chơi chơi đùa với nó một xíu đi. Nếu không được nữa thì mình sẽ dùng Master Ball nha. Không có gì hết bạn ơi. Mình còn rất là nhiều Master Ball luôn ạ. Wow, đánh đau quá vậy. Con này Summer Bomb nữa nè. Ui, đánh sốt đau với chưởng ạ. Chứ mình sẽ hồi máu lại cho Azot nha bạn ơi. Recover lại. Ây da. Cầm hệ băng mà nó quýnh như con luôn. Đây, vẫn tiếp tục là Summer Bomb nha. Còn 39 quả nữa thôi. Ui, ngậm củ tỏi luôn. Chuyển qua hút 3 thử đi ha. Ồ, hôm giờ hút 3 chưa được ra trận các bạn ơi. Lâu lắm rồi đó. Ui, hút 3 của mình á, cái thứ còn nhỏ hơn cái con Giratina nữa. Con này sao ghê quá vậy. Ui, và mình đã bắt được nó các bạn ơi. Ở chúng ta cũng đã đạt được thành tựu gì rồi nè. Ui, ngon lành vậy trưởng à. Và để mình cùng kiểm tra coi nha các bạn. Bộ cái hiệu cái coi. Ngon vậy, cuối cùng bắt được ẻm. Sau rất là nhiều nỗ lực luôn. Và mình đã tốn khá là nhiều Summer Bomb đó. Bây giờ để mình lấy thêm Summer Bomb ra lại coi. Bomb thì mình để trong ba lô màu trắng đây nè. Ủa, một nùi Summer Bomb đúng không bạn. Wow, nó tốn mình vãi cả trưởng luôn đó. Ok, ngon lành cành đào liền. Cuối cùng cũng bắt được ẻm. Ở bên đây có con boss Absol nè. Wow, boss căng vậy. Mình sẽ cho Celestia ra trận nha. Boss Legendary luôn các bạn ơi. Xài thử cái chiêu Smackdown trước đi ha. Mày nè, ui gãy ngứa vậy. Chết rồi, E-Slash đó các bạn ơi. E-Slash đó, chiêu này có vẻ gây được nhiều sát thương hơn nè. Và một phát nữa thôi bạn. Một phát nữa, ui xài không được ơi. Không có thể tiện nó lên đường được các bạn ơi. Mình sẽ lại chuyển qua Dianga thôi. Tiếp tục là Flash Cannon nha. Ồ, ngậm củ tỏi luôn. Ê, phải nó lại cho mình một cái viên óp nè. Cái viên ngọc này rất là hiếm luôn nha bạn ơi. Và đây, đây chính là Giratina của mình nha bạn ơi. Xịn vãi chưởng hả. Đây, nó vẫn giữ hình dạng ở bên thế giới song song luôn. Để mình coi kích thước của nó coi. Em này thì kích thước chuẩn. Ôi, nhưng mà bị trừ speed rồi. Hơi xui các bạn ơi. Mà nó có mấy chiêu cũng ngon lành bộ. Nhưng mà chưa phải là chiêu chuẩn của nó bạn ơi. Con này ngứa mình hả. Tìm tới cái chết nè mày. Đây mình sẽ chuyển nó qua cái hình dạng bên thế giới thực tại nha bạn ơi. Mình sẽ lấy cái viên Rise of Orb này nè. Đó, bấm chuột. Lấy ra thôi là nó sẽ trở về cái hình dạng này thôi. Và đeo vào thì nó sẽ qua lại cái hình dạng bên thế giới song song của nó. Ui, hình dạng nào cũng có thể bay được nha bạn ơi. Và cái hình dạng này thì nó như con rắn vậy. Uống éo nè. Mình tưởng con này cái thước bự chứ. Ui, cái thước nhỏ nhưng mà nó đã khổng lồ này rồi các bạn ơi. Ngon. Đây, để mình xử em Rodicoli này luôn nha. Flood Cannon mày nè. Ui, cho mình một viên kẹo luôn. Ngon lành vậy. Sẵn tiện chắc mình sẽ cho em Celestia lên cấp luôn quá. Nó sắp đạt được cấp 100 rồi. Lên cấp 95 nè. Ui, con này bự hơn các bạn ơi. Khổng lồ với chưởng hả. Ui, không thấy ông nào hết vậy ta. Đây các bạn ơi. Ôi, mình thấy được một cái Sega Cell nữa các bạn ơi. Ui, sung sướng quá chưởng hả. Ôi, tập ngày hôm nay đi một vòng mà thấy được hai cái luôn các bạn ơi. Có vẻ như là mình phải đứng quanh đây á, thì nó sẽ tự động spawn ra đó các bạn à. Nhưng mà thời gian nó spawn hơi lâu thôi. Nãy giờ mình đi vòng đây nè. Ai ngờ tìm ra được luôn. Trên kia có cái gì không? Kia có gì xanh xanh nhìn lạ quá à. Mình tưởng lại thấy thêm ấy chứ. Ui, vậy là chúng ta đã có được bao nhiêu cái cell rồi.
57 cái sale các bạn ơi. Và chỉ mới có được một cái core thôi. Ngon lành vậy. Rồi mình sẽ hóng tới ngày có được 100 cái sale và 5 cái core nha các bạn ơi. Để chúng ta có được Saiga 100% nha. Ui em đó cực kỳ hiếm luôn đó. Cực kỳ đẹp luôn. Wow, xịn thiệt sự luôn. Ở đây 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 chúng ta thấy được một ông trainer rồi bạn ơi. À hai ông luôn. Một ông 62 và một ông trainer thợ mỏ nữa. Ông này là ông trainer thợ rèn nữa bạn ơi. Một ông thợ rèn một ông thợ mỏ đứng chung với nhau biết làm gì đây. Đây mình sẽ thử test chiêu của Giatina nha. Sẽ ít power nhé bạn ơi. Đây mắt nét mai. À nó còn nổi tại một máu. Ê ghê quá vậy ta. Shadow Nick nè. Em Giatina của mình á có rất là nhiều chiêu gây sát thương luôn nha. Rồi Lyren cũng ngẫm luôn. Ancient Power. Ấy chiêu này thì có vẻ như là không xin nhê rồi. Chúng ta sẽ đi qua cái chiêu ít power đi ha. Ôi ngẫm củ tỏi luôn. À và ở đây chúng ta có được một trong à một cái cậu trainer cấp 92 thôi các bạn ơi. À cũng ngon ha. Chắc mình sẽ phải dùng Celestia để mà luyện thôi. Tại vì cấp cao quá rồi các bạn ơi. À Dratini hả? Ui có được con này luôn. Tiếp theo là Raiolu hả? Ui xịn thiệt sự luôn các bạn ơi. Raiolu với tôi hai em ngậm cửa tỏi luôn. Em này là gì đây? Sphiel. Ha. Ồ Paragon. Và tự nhiên Pokemon xịn sò các bạn ơi. Đó nhưng mà chỉ là cấp 1 thôi. Atanun của mình đã học được cái chiêu Excisor rồi nè. Chứ mình sẽ thay cái chiêu gì đây? Tackle đi ha. Đó cũng rất là ngon luôn rồi đó. Thêm một ông trainer cấp 92 nữa. Rockinrola nè. Ngẫm củ tỏi hết các bạn ơi. Nhưng mà con này thì còn nội tại một máu. Sung quá nè. Ồ bỏ bọn mình lên cấp quá chân luôn. Ui Cheldu nó vẫn có nội tại một máu. Hơi cay các bạn ơi. Smackdown đi ha. Đó. Ui lại là Rockinrola nữa. Mày. Wow không xin nhé đó bạn ơi. À Flash Cannon nó đi. À ngậm cử tỏi luôn. Xịn xò. Bên đây lại có thêm một ông trainer khác nè. Wow khá là nhiều trainer tụ tập ở đây ha. Không biết làm gì nữa bạn ơi. Mở lễ hội ăn mừng cái gì á. Wow ông này thì cấp 86 thôi. Bằng cấp với lại cái em Dienga của mình đó. Đi Weeble nè. Một em. Tiếp theo là Granidos. Một em Pokemon cổ đại đó bạn. Wow cũng ngủm luôn. Wow Pokemon mình lên cấp quá chừng luôn đó. Này Rockinrola thì mình đã bị hết chiêu rồi. Thầy Smackdown thử nha. Ôi không xin nha rồi. Chết tôi. Chắc mình sẽ đổi qua cái em Pokemon khác đi. Như là Ginga chẳng hạn. Ui Ginga của mình á cấp 90 luôn rồi hả. Lên cấp hồi nào nhanh quá vậy. Rồi xài Flash Cannon các bạn ơi. Ngẫm cứu tỏi luôn rồi. À có một em boss khác nữa các bạn ơi. Leferi. Bên kia có con gì vậy. Bên kia có con chim gì đó các bạn ơi. Có Whisworth thì vậy. Đây Clefairy, một em boss của chúng ta. À trốn trong hang các bạn ơi. Boss mà trốn hả? Trốn làm cái gì không biết nữa. Flash Cannon mày nè. Boss hay boss, ngẫm cưới tởi luôn. À nó cho mình một cái Air Balloon nè. Một cái bong bóng khí các bạn ơi. Cũng ngon lành ngày nào đó. Rồi. Wow, mình gặp trainer nữa bạn ơi. Hôm nay ngày gì gặp trainer dữ vậy. Hồi nãy giờ buổi sáng á thì không có gặp. Tới cái lúc tối á gặp quá chừng luôn. Ui, ông cảnh sát này có hai con Arcanine luôn hả? Tiễn hai con lên đường luôn. Ui, con này khá là trâu bạn ơi. À, Flash Cannon nó đi ha. Mày nè. Ui, ba con Arcanine luôn. Cái gì ghê vậy? Rồi, ba con đều ngỗng hết nha bạn ơi. Nhiều con làm cái gì không biết nữa. Bạn ơi, mình vừa nhốt một cái ông Mewtwo trong đây nè. Ông này thì có một cái chiêu cũng khá là xịn luôn. Đó chính là Shadow Fox. Chiêu này mình có thể học cho cái em Giratina được nha bạn ơi. Đó, với cái giá là 5 cục Crystal thôi. Cũng khá là rẻ bạn ơi. Đó, mình sẽ lấy Crystal ra nha. Ê, 5 cục. À, đơn giản thôi. Học cho Giratina luôn. Shadow Fox nè. Mình sẽ thay chiêu gì vậy ta? Ancient Power đi ha. Đó, chiêu này để lại làm gì không biết nữa. Ồ, để mình coi có thể học chiêu nào cho hai em Dienga cũng như là Giratina nha các bạn. Cái ông này có sẵn cái chiêu Secret Sword các bạn ơi. Đây là chiêu để biến đổi em kẹo dẻo á sang cái hình dạng xịn sò đó bạn à. Đâu rồi Iron Head thì tốn 4 cái cục Emerald hả? Cũng được các bạn ơi. 4 cục Emerald. Đó, mình có đem rất là nhiều đồ ở đây luôn. Mình để ở nhà bớt rồi đó. Chứ không là mình đem máy stack luôn. Iron Head nè, thay Scary Face nha các bạn ơi.
Nói chung thì chế chiêu Scary Fan này nó cũng rất là lợi luôn, tại vì nó làm các Pokemon khác á không dám nó thách đấu mình nha. Rồi để mình coi còn chiêu nào nữa không nha. Chúng ta có thể học chiêu Dragon Balls được nè. Ôi chiêu Hệ Rồng nè. Ồ, chắc thay Ancient Power quá. Outreach nữa. Ồ, Outreach có thể học được luôn. Dragon Ball và Outreach, chắc học Outreach quá. Outreach thì 14 sắc. Dragon Ball thì hai cái Sapphire. Đâu rồi, đây Outreach đây các bạn ơi. Mình thay cái chiêu Slash này đi ha. Cái Ancient Power mình cũng sẽ hủy luôn đi ha. Ok bạn ơi, mình sẽ học cái Dragon Ball nữa nha bạn ơi. Đó. Cái chiêu này thì nó tốn hai cái viên Sapphire thôi. Thôi để mình coi Giratina có thể học chiêu gì nữa nè. Ô, Iron Head vẫn có thể học luôn. Ô, Draco Meteor. Ừ ha, chiêu này cũng rất là mạnh các bạn ơi. Draco Meteor. Ô, con này có thể học được nè. Giá là nhiêu vậy? 3 sắc. Ôi, mình học cái chiêu Outreach chi cho nó buồn ta. Đây, học Draco Meteor nè. Thay chiêu Earth Power nha các bạn ơi. Rồi, học Dragon Ball để thay Dragon Lore nha các bạn ơi. À, đâu rồi, nó còn có thể học chiêu nào nữa không? Mình sẽ quyết định là thay cái Dragon Ball này bằng cái chiêu Dragon Claw nha các bạn ơi. Đó, giờ là rất là xịn rồi đó. Ngon lành canh đao. Tiếp theo sẽ là Dienga. Học lại cái chiêu Draco Meteor cho nó nha. Outreach này chắc chúng ta sẽ thay đi ha. Thay Outreach để lại Draco Meteor nha các bạn. Ôi, rồi đó, xịn sò đó. Rất là nhiều chiêu luôn nha các bạn ơi. Mình đang ở gần cái Desert Temple đó các bạn ơi. Đây là một cái kim tự tháp nha. Thì mình tới đây để mà tiến hóa quen Pokemon thôi. Đó, đó chính là em Zamat Galarian mà mình vừa bắt trong các tập trước á. Ui, đây là Zamat thường hả? Đây, Zamat Galarian của mình đây nè. Ui, nhìn lạ với chữ nha. Chúng ta có thể tiến hóa em Zamat Galarian này á bằng cách cho nó nhận 49 sát thương nha bạn ơi. Ui. Và hiện tại hình như nó đã cấu được đúng 49 máu của Zamat rồi bạn ơi. Ha. Quá xịn sò luôn, mình sẽ chuyển qua em Pokemon khác nha. Đó, ngon lành cành đào rồi đó. Giờ thì mình sẽ tiến hành xử luôn cái em Silly Cupra này nha bạn ơi. Trời ơi, cấu máu đã đời luôn các bạn ơi. Flush cái đền đó đi. Ẩm củ tỏi luôn. Giờ mình sẽ cho Yamat tiến hóa thử nha bạn ơi. Giờ mình sẽ cho Yamat tiến hóa thử nha. Ồ, và chúng ta chỉ cần cho nó ra tại cái vùng Desert Temple á thì nó sẽ bắt đầu tiến hóa thôi bạn ơi. Đó, để coi Galarian Yamat nó sẽ lên con gì đây. Ui, con này đẹp phải chướng hả? Đây là Renegius. Và đã chúng ta đã học được Shadow Claw rồi nè. Thôi ơi, mình sẽ thay cái chiêu Rapid Shield này nha. Ui, con này nhìn xịn vãi chữ luôn á các bạn ơi. Ui, nó ghép lại nè. Nhìn nó xịn thiệt sự luôn. Nó ghép lại các bạn ơi. Cũng hay chứ bộ ha. Chúng ta có một dạng tiến hóa thường của Yamat có tên là Corphrarius nha các bạn ơi. Đó. Và đây chính là hai dạng tiến hóa của Yamat nè. Một dạng là Yamat thường tiến hóa lên, và một dạng là Yamat Galarian nha các bạn ơi. Rất là xịn sò luôn. Thì chắc video của mình tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Nếu thấy video này hay đừng quên một like, đăng ký kênh và nhấn vào cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được thông báo mới nhất khi mình ra video nha. Nhớ để lại bình luận của bạn ở phía bên dưới video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video kế tiếp. Bye bye.